cho anh em xem là cách tạo giá nhỏ không được cái keo lựu nha. Đầu tiên thì mình sẽ kiểm tra sơ qua cái vỏ bằng xà bông, xác định cái phần cái lỗ nó bị xì. Cái kiểu giá này thì không có cần phải tháo ra, nói chung là giá ở ngoài thì đâm vào thì không có phải tháo ra rồi lên máy lấy vỏ, mà giá bằng cái kiểu giá trong nha. Chỗ này là dành cho những cái chiếc xe đi phượt rồi đó, trong khi không có cái chỗ mà để giá đó thì sẽ dùng cái cách này để mà giá, hoặc là những cái vỏ xe mà đã bị mòn. Giá như thì đi cũng được vài ba tháng nha. Nó lỏng không? Chưa thấy. Thấy coi ông thông người bên đây. Đây là cái loại keo dùng để giá lụa nha. Một cái miếng dài thì mình sẽ cắt ra được làm hai, mình sẽ giá được khoảng chục lỗ nha, mỗi một cái sợi gì là một lỗ. Thì ở đây mình có một cái cây như cái cặt dịch này, thì cái cây này sẽ xiên trước để phá cái lỗ nha. Đây là cái lỗ xì bên hông nha, cây này đâm trước để xiên phá cái lỗ. Cái cây này lát nữa thì mình sẽ cho cái keo nó lòn qua cái lỗ này, thì mà khi mà mình đâm vô á nó có cái đường khe, nó có cái đường khe hở như này, thì khi mình đâm cái miếng keo vô này bắt đầu mình rút ra thì cái miếng keo nó sẽ đi theo cái đường này đi ra. Đi dọc đường nó bị hư bị lũng là không có chỗ giá nha, mình có thể giá theo cách này đi tiếp nha. Thank you.